Ok, và nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho channel của mình vào. Và đừng quên nhấn đăng ký và nhấn chuông thông báo để nhận được nhiều video mới nhất nha. Và chúc các bạn xem video vui vẻ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thôi. Ok và hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là KNT Gaming đây. Và hôm nay chúng ta hãy cùng chơi một tựa game có tên gọi là Ninja Legend nha. Và đây là tựa game mà gọi là mình vừa mới vào mà đây là thấy lắc lắc rồi các bạn ạ. Đây cũng gọi là tựa game nửa simulator và nửa PvP nha. Quay giả, đâm bồ dắp. Nhảy hai lần. Rồi đấy, chúng ta hãy thử tập xem nha. Và cái là chỗ xeo ninja search của mình đã được 10 rồi các bạn. Và đây skill update, ok. Vậy chúng ta mắc là 15 nha, 15 ninja search nha, à ninja search nha, được 30 coin. Mình sẽ vào mình xem một số tiếp item nha. Ui ha, được luôn quả 15 coin này, mua luôn. Mua luôn sợ gì. Cái này cái gì đây? Đây là cái túi đồ các bạn ạ. Ok và chúng ta có vài bộ skin. Ui, có thằng nó chém mình chết rồi. Ok và chúng ta hãy cùng cầm gậy tre. Ok bạn, và mình đi. Ok mà ra hay đi mua đồ đấy, game có vẻ là cày dễ phết nhở. Ok và ra mua cái Ultra Bamboo nha. Chúng ta phải đi mua túi đồ, phải cốt chết mấy thanh niên này đã. Đây là ok mọi người cùng tiếp tục cái nào, mình đang bận một tí nhá. Tại cái thằng YouTuber Ugaming nó vào nó phá mình. Nên hiện tại mình vẫn chưa thể tập trung chơi được. Ok được 100 rồi, đi mua túi thôi. Mất nhiều thời gian quá. Mấy ông này cứ đứng ở shop đánh nhau. Mẹ. Cay thế nhở. Mà bố nó cứ đứng ở shop đánh nhau. Ok, tập nào. Hay. Để biết túi tiếp theo là bao nhiêu nhỉ? Túi này được bao nhiêu ta? Để thấy quay chiếc con này, quay chiếc con này, quay chiếc con này. Ủa, đây vùng an toàn không đánh được. Ôi, túi này có vẻ là đầy phết nhỉ? 100 bao nhiêu các bạn ạ? Quay giả. Đúng là game thuộc hai loại thể loại mà. Chơi hay lắm các bạn. Uầy, chất luôn đấy. Ai giời, ui một quất chết à. Đủ. Không hiểu sao một quất chết. Ui mẹ, đau vãi luôn. Sáu trăm bảy mươi lăm nha, cái tiếp theo là 675 nha. Đại cho cái luyện tập bằng cái này đó. Cái này cái gì?
Mình sẽ đi khám phá một tí nha. Đây chúng ta có đầy vùng đất. Ok, hiện tại cày có vẻ là nhanh. Xa đâu nữa. Có vẻ chúng ta sắp phải mua túi mới rồi. Cái con kia nó cứ quánh mình. Đu. Đậu phụ. Đậu phụ, đậu xanh, đậu đỗ, đậu đỏ, đậu đen, đậu hóa lan. Trời ơi. Gì đây? 5k x2 double. Cày được thế nhỉ? Là vùng an toàn để luyện tập thôi. Mấy ông kia mạnh quá, mình không thể nào cân được luôn ấy. Đây mấy khu gì ra? Vào gì nhỉ? Ôi, qua hàng ngày. Hai ca rồi. Ôi, game vẻ chất thế nhở. Ôi. Okay, chúng ta đã mở được một hòn đảo khác rồi nha. Em một cái gậy này và cái quả katana này. Ok, cầm chuột cho sướng. Một ca ôi và chừng 2k nữa chứ, phải có 2.000 hoặc 1.000 mới được các bạn. Chúng ta sẽ mở cái này nha. Mở cái này. Ok, ổn quá các bạn ạ. Nhà bên cạnh đang bật mấy cái gì đấy. Ổn các bạn ạ. Bây giờ đang chơi lại còn có cái nhạc hàng xóm bật nữa. Phê. Ok, chúng ta sẽ mở hòn đảo này nha. Ủa? Và mình đang mở cái gì vậy? Ôi, 6k các bạn ạ. Ok, nhân 3 double jump. Ok, và nhảy được 2 lần các bạn ạ. Ôi, nhìn nguy hiểm. Ôi giời. Bình tĩnh các anh ơi. Ok. Năm ca các bạn ạ.
Được. Lên trên cái núi đấy thì làm được cái gì ta? Ủa, mình đứng ở đâu đây? Hay quá các bạn ơi. Cố lên nào. Game có vẻ hay các bạn ạ. Cực kỳ hay luôn đấy. Ui. Thằng này đang cho mình ăn một chưởng chết. Và mấy ông mạnh phết không vừa đâu. Phải gọi là mình tuổi luôn đấy. Ok, được mà 10.000 coin nha. Đi mua vài thanh kiếm luyện cho nhanh các bạn ạ. Toàn mấy kiếm đẹp thôi. Game phải gọi là simulator luôn đấy. Hình như mình có vẻ lại nhanh rồi ấy nhỉ. Thêm tầm 5.000, thêm tầm 1.000 coin nữa đủ các bạn ạ. Ok. Đuổi các bạn ơi, mua thanh kiếm tiếp theo thôi. Mua cái gì luyện càng nhanh càng tốt là 29. Ôi, lại bị quất. Đấu xanh. Ok, kiếm 78. Chúng ta nên đi tìm hiểu tiếp thôi. Trên tao có các hàng đảo các bạn. Và theo như mình đoán thì mình phải nhảy lên các hàng đảo này. Ô. Ok, tiếp tục nào. Tiếp theo là mình sẽ vào cái cổng cộng 50 coin nha. Ồ, vậy chúng ta được cộng 50 coin chưa?
À. Chưa đủ tiền em ạ. Có nhảy phết nhỉ? Ui 15 chi cơ. Ok. Rồi luyện lên nhanh hơn. Nhanh hơn nhiều các bạn. Các bạn chờ mình tí nhá. Ok, và mình đang chơi tiếp nào. Ok. Chơi sắp mắc rồi nha. Ừ, thằng em mình là bồ láo thế đấy các bạn ạ. Đang quay tên nhảy vào. Vào, ngon. Gì đây? Ôi. Có thể bị quất chứ. Ok, tiếp theo và không tiếp theo được nữa. Ok, mình phải làm phun túi cho dễ các bạn ạ. Cộng thêm 39 phân nữa rồi. Ui, lại được cộng thêm 30 này. Ồ. Vậy chúng ta sẽ làm theo kiểu này nhé các bạn. Đây này nha. Ui dồi ôi. Có vẻ là khó lắm các bạn ạ. Thế biết cái túi này là được bao nhiêu nhỉ? Ui, quả núi trông có vẻ ngon ngon. Thôi chúng ta sẽ đi lên quả núi này nha. Ấy. Ôi hay quá, hay quá. 1000 chi. Đi mua con pet nè. Cứ lại gặp cái con bot. Sẽ mua một con pet nè. Nó thỏ điên mà. Thỏ xanh nhìn mặt như thỏ điên. Ok, trang bị rồi. Vâng, là chúng ta đã có một con thỏ rồi. Ok, tiếp tục thứ nào. Kiếm bóng tối các bạn.
sẽ đánh trộm cái boss này nha. Ý. Khó phết nhờ các bạn nhỉ. Mình đánh nó chỉ mất có một hit thôi. Và khi mà con này chết mình sẽ nhận được rất nhiều các bạn. Ê, nó định dẫn mình, trời. Mình lung tung hết lên là được chứ gì. Ok. Mình chết con boss này ngon rồi các bạn ạ. Được 100 hit rồi các bạn ạ. Con boss khó chết đó. Các bạn cái này chúng ta phải dụ hết tất cả các người trong server mới có thể đánh được boss nha. Mình sẽ đi xeo cái này tí nhá. 70 coin rồi. Add skill ấy. Skill nhảy 3 phát nha. Chúng ta sẽ cùng mua cái tiếp theo. Thanh kiếm tiếp theo. Ồ, đầy đủ các bạn ạ. Ok, cố thêm tí nữa rồi. Các bạn nhảy cao phết các bạn ạ. Cái gì vừa làm vỡ đất đấy các bạn. Ok, chắc đủ đấy. Thanh nghệ gỗ của chúng ta. Đừng có bót ở đây. Con boss ta khó đánh. Con này chỉ còn vài máu nữa các bạn ơi. Cố gắng không đánh nữa. Nó mà chết là mình sẽ có trọng thưởng các bạn ạ.
Có sắp chết rồi các bạn ơi, cố lên. Đờ. Đấu xanh. Ok, và nếu các bạn thấy video của mình hay nhớ nhấn like, share và subscribe của channel của mình nha. Và đừng quên nhấn đăng ký để nhận được chuông thông báo mới nhất từ video của mình nha. Và có lẽ bây giờ chào tất cả các bạn đã quay trở lại với... chào tạm biệt tất cả các bạn trong các video lần sau. Và cái vừa nãy chỉ là cái mình vừa nói hài đấy các bạn ạ. Cái mà và chào trở lại ấy. Thôi rồi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.